nhưng mà mình không cố gắng đủ, một ngày nào đó mình có thể mất hết những cái này bằng bất cứ lúc nào ra đường đó. Cái chuyện mà sẽ bị mắc nợ tín dụng hay là mắc nợ những cái đó khá là nhiều. Xin chào các bạn khán giả của Bật Nhật Lên, chúng mình là Đọc Lớp và chào mừng các bạn đến với tiết mục Giải Mã 232 tuổi. Nắng chiếu xuyên qua giá đông, lại thêm một ngày đi làm nữa đây. Bước tóc lên ga đi cho kịp, nhưng nhìn lại thì mày chạy được nửa cây. Nắng cháy xuyên qua da đầu, lại thêm một ngày làm nữa đây. Câu đó hay hả? Câu đó ok. Thật ra tại vì trong bên mình cũng có nhiều người đi làm giống như là mình. Kiểu cái cảm giác mà khi mà mình đi làm nãy kinh khủng luôn, xong mình chạy hoài thấy không tới chỗ làm, tới chỗ làm cũng mệt. Xong rồi cái Lộc mới thấy mấy cái cảnh đó nhiều, xong rồi Lộc cũng đã từng đi làm rồi nên là Lộc mới kiểu thấy mình đi, nên viết một bài cho mấy người đi làm. Trời ơi tại sao con không thoát ra được, cuộc sống nhâm trang của mấy đứa nhu nhược. Lúc đầu mà em nghe anh viết ra câu đó em cũng có định hơi gai đúng không? Hơi gai. Định góp ý là tại sao anh dám nói người ta nhu nhược như vậy. Nhưng mà từ từ em cũng nhận ra ở trong cái câu đó mình cũng có thể cảm thấy như vậy luôn. Khi mà mình viết ra câu đó mình nghĩ là ai đều cũng có quyền quyết định cho cuộc đời của mình. Bạn có thể hoàn toàn ký đơn xin nghỉ việc và đi làm cái gì đó mà khiến bạn yêu đời hơn, giúp cho sức khỏe tâm lý của bạn khỏe mạnh hơn. Bạn hoàn toàn có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà tại sao bạn vẫn chưa thể làm được? Có nghĩa đó là nhiều khi bạn chưa đủ quyết tâm và bạn ngại phiêu lưu. Mình nghĩ là vậy. Không phải là nghĩ làm sau đó mình đi làm, mình đi chơi nhạc, mình làm cái này cái kia, làm kiểu đi thả diều. Nghĩ làm đơn giản là bạn rời ra khỏi một cái chỗ ở đó mà nó không phù hợp với bạn thì bạn kiếm một chỗ khác để thay thế thôi. Hết tháng ăn lương lấy huy chương, xong về nhà cầm tiền ra tiệm thuốc tây. Ở đó giờ ban định có một cái câu vui vui đó là đi diễn xong cầm tiền về chưa được tâm lý. Thì cầm tiền để đi mua thuốc tây á, nó là một cái gì đó mà nó lẩn quẩn mà nó không có hồi kết. Đối với mình cái tiệm thuốc tây nó mang hình ảnh khá là ẩn dụ chứ không phải là thuốc tây. Nhiều người thì người ta stress quá, người ta phải đi uống rượu, người ta phải đi nhậu với nhau cái thứ. Dạ, người ta mà thật ra thuốc đúng không? Xong rồi nói đó người ta chữa lành tâm hồn người ta ok ở thời điểm đó, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn là quay lại vô cái vòng lặp đi làm. Đúng rồi. Thì cái tiệm thuốc tây nó giống như là kiểu mình lấy cái tiền của mình kiếm ra để mình chữa những thứ mà mình gánh phải khi mình đi làm. Xong mình phải tiếp tục lại lần nữa. Nó lẩn quẩn. Không ai giỏi bằng tôi, tại vì tôi không giỏi bằng ngài. Việc mà khó thì thôi, việc mà dễ thì sai. Nợ chục triệu đâu tháng giấy bao đó lệ. Yeah. Ngồi vào bàn tặc lưỡi tìm nhà và xe. Yeah. Em cảm giác nha, có nghĩa là Gen Z mình quen cái chuyện mình tiêu đồ, tiêu tiền đó nhiều rồi. Nên là cái chuyện mà Gen Z bị mắc nợ tín dụng hay là mắc nợ những cái đó khá là nhiều. Ví dụ như là mình cũng mắc nợ tín dụng cái laptop của mình. Mình nghĩ là chắc anh em này trong band mình cũng đang trả nợ tín dụng một món gì đó. Đúng không? Chẳng có hết. Dưới đây tháp nhu cầu Maslow, đi tìm lối thoát nhưng lối tìm được lại là thoát vì đĩa đệm. Thật ra mình không tới mức là dưới đáy tháp nữa. Dưới đáy tháp đó là chuyện có chỗ ăn, ngủ, sự an toàn thể chất đúng không? Nhưng mà mình không có tới cái mức đó. Mình vẫn có nhà, cửa và tắm rửa bình thường. Nhưng mà đôi khi nó cảm giác giống như vậy á. Giống như mình nằm ở trên giường đây, nhưng mà mình cảm giác giống như là nếu như mà mình không cố gắng đủ, một ngày nào đó mình có thể mất hết những cái này bằng bất cứ lúc nào ra đường ở. Thành ra những cái mà mình đang, những cái sự thoải mái và những cái tiện nghi mà mình đang có được, cảm giác nó rất là mông lung. Và cảm giác giống như nếu như mà mình không cống hiến và trả lại đủ thì mình sẽ mất cái đó luôn. Đối với em thì cái dưới đáy tháp nó lại là theo cái hình ảnh là thật ra không có cái tháp nào hết đó. Tại vì cái lúc nào mình cũng cần thêm. Cho dù mình là đang ở middle class hay là mình đang ở với thượng lưu thì câu chuyện nó vẫn y chang nhau. Cái tâm lý nó cũng xảy ra. Đúng nhưng rồi. Mà ở với mức độ khác nhau thôi. Cho nên là lúc nào cũng cảm thấy ở dưới đáy. Tại vì cái đáy nó vô tận mà. Đúng rồi. Wow, chưa gì đâu mà đã thấy mình già. Sao thành công cứ chạy trốn khỏi ta. 23 tuổi mà như là 232 tuổi. Thế gian này luôn tìm cách để tôi thấy mình già. 9 giờ tôi vẫn chưa dám kết ca. 23 tuổi mà như là 232 tuổi. Em thấy em già em kìa. Dưới góc nhìn ban nhạc á, thì cảm giác bắt đầu khi mà thấy mình già đó là lúc mà có những ban nhạc trẻ ra nhạc hay hơn mình. Rain. Bây giờ The Flop dùng từ ban nhạc trẻ á. Nói đi nói lại, chơi 16 năm rồi đó rồi. Bắt đầu hết được mấy anh ban nhạc lớn gọi là mấy anh. Mấy em trẻ quá. Mấy em trẻ quá mà mấy anh lớn bây giờ bắt đầu kiểu
ok, lớn rồi vậy. Rồi, bắt đầu mình là người nói. Bây giờ ok, mình lớn rồi đúng không? Rồi. Wow, chứ gì đâu mà đã thấy mình già. Đau lòng in hàng trên những vết da. 23 tuổi mà như là 232 tuổi. Thế gian này luôn tìm cách để tôi thấy mình già. Nhưng già hay trẻ là do chính chúng ta. 23 tuổi mà như là 232 tuổi. Nếu như các bạn ở trạc tuổi mình là những người mà ở tuổi 22, 23 đang suy nghĩ tới gì, nghĩ gì? Có nghĩa là ở cái môi trường đó có những thứ mà nó rất là độc hại dành cho tinh thần hay là cho sức khỏe của các bạn. Đến rất ra thì đúng là mình sẽ có những cái mình luyến tiếc, nhưng mà nó cũng là một cái cánh cổng mới mở ra cho mình để mình tiếp tục mình đi. Với lại làm gì là lúc mà nghĩ thì vẫn phải lý trí, không có được cảm xúc. Mình phải có lộ trình rõ ràng, hiểu tại sao mình nghĩ nè, cái vấn đề đó mình giải quyết được hay không. Qua công ty mới lỡ gặp lại rồi thì sao, không lẽ mình nghĩ nữa. Mình nghĩ một cách lý trí, mình biết là tại sao mình nghĩ, mình sẽ giải quyết như thế nào. Lần tiếp theo mình đi làm, mình nếu mà mình có nghĩ nữa thì chắc nó sẽ không phải là những vấn đề do lúc trước mà là những vấn đề mới, đúng không? Vừa rồi là phần giải mã ca khúc 232 tuổi của The Pop. Và để thấm hơn những cái lyrics trên, mong các bạn hãy stream ca khúc 232 tuổi của The Flood trên Spotify, Apple Music và các kênh nền tảng streaming khác. Và vừa rồi là chúng mình The Flood trên Bật Nhạc Lên. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.